Cùng với các địa phương trong tỉnh, những ngày qua, nhiều diện tích lúa hè thu trên địa bàn huyện Phước Long đã bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, do Bạc Liêu và các tỉnh trong khu vực đều đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, nên việc huy động ghe thu mua lúa gặp nhiều khó khăn. Để giúp bà con nông dân kịp thời thu hoạch và vận chuyển tiêu thụ lúa, Ủy ban dân huyện đã liên kết với người dân, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài huyện để huy động hơn 80 ghe thu mua vận chuyển lúa. Để đảm bảo phòng chống dịch, huyện bố trí khu lưu trú riêng cho lực lượng lao động của các ghe ngoài tỉnh, quản lý chặt chẽ, thực hiện cam kết không tiếp xúc với người ngoài tỉnh. Trong quá trình tham gia thu hoạch vận chuyển lúa thì thực hiện theo phương châm một cung đường hai điểm đến. Sau 72 giờ thì thực hiện test kháng nguyên lại nhằm đảm bảo phòng chống dịch theo quy định. Vụ lúa hè thu năm 2021, huyện Phước Long có hơn 13.700 hecta với các giống lúa như OM5451, Đài Thơm 8, Nàng Qua 9, RVT. Hiện tại nông dân của huyện đã thu hoạch được hơn 300 hecta, năng suất ước đạt khoảng 6 tấn một hecta. Nông dân huyện Vĩnh Lợi cũng đang bước vào thu hoạch trà lúa hè thu năm 2021. Qua thống kê, đến nay bà con đã thu hoạch hơn 800 hecta trong tổng số trên 17.000 hecta trà lúa hè thu của huyện. Năng suất lúa đầu vụ bình quân ước từ 6 đến 6 tấn rưỡi lúa tươi trên 1 hecta. Khác với những năm trước, vụ lúa hè thu năm nay, nông dân thu hoạch trong điều kiện bất lợi do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội nên lượng máy gặt đập liên hợp từ những nơi khác di chuyển vào địa phương để thu hoạch lúa rất ít, từ đó làm chậm tiến độ thu hoạch. Mặt khác, thương lái đến thu mua lúa gặp nhiều khó khăn trong vận chuyển, dẫn đến giá lúa tươi tại ruộng giảm còn 108 đến 112.000 đồng trên một giả lúa tươi, tùy theo từng loại giống. Mức giá này thấp hơn so với thị trường nên bà con chẳng còn lời được bao nhiêu. Dự kiến nông dân Vĩnh Lợi sẽ thu hoạch rộ trà lúa hè thu trong những ngày tới. Do đó, địa phương và ngành chức năng cần sớm triển khai thực hiện những giải pháp kịp thời giúp bà con trong khâu thu hoạch.